Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Quỳnh Động Nhân, một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi tầm thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm thẻ chân trắng. Nhân đang làm việc và công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Nhân đang chịu trách nhiệm tại khu vực xã Dân Thành, thị xã Dương Hải, tỉnh Trà Vinh. Sau đây Nhân xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về giống tôm OBS thả được bữa nay, hôm nay được 37 ngày tuổi tại hồ của chú Tu Quy tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Dương Hải, tỉnh Trà Vinh. Là tôm của chú đúng hôm nay được 37 ngày tuổi. Sau đây Nhân xin mời quý anh chị và các bạn cùng Nhân xem thử tôm chú Tu Quy 37 ngày tuổi tốc độ phát triển và khả năng phát triển thế nào. Rồi, Nhân xin mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi tôm chú Tu Quy bữa nay 37 ngày tuổi. Rồi, khá giống khá tốt. Size tôm điện thoại thì size hơi nhỏ, nhưng mà hiện nay là nó tầm 160-170 con trên ký. Tuần ruột rất là ông to. Đây. Tôm đều đỏ đẹp. Tôm chú hồ chú 102. Chú thả với mật độ là 420 con trên mét vuông, chú thả với 500.000 bót. Đây quý anh chị xem theo dõi từ một tôm phát triển rất ok. Gan thì cũng rất là đẹp. Tuy trong video hơi nhỏ nhưng mà size hiện tại giờ chú tư báo là tầm 126-107. Nước chú Tư quản lý nước màu tảo rất là tốt. Hôm nay tôm chú là 160 kg mồi nha anh chị. Rồi, sau khi kết thúc video, Nhân xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Sau cuối cùng Nhân xin chúc quý anh chị có một vụ mùa mua bội thu, được mùa được giá. Nhân chung xin chúc quý anh chị thành công. Yeah.